đêm giao thừa làm 7 việc này để cả năm may mắn, tài lộc hanh thông, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Quý vị thân mến, giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa ngày cuối cùng của năm cũ sang ngày đầu tiên của năm mới. Với người Việt Nam, đêm giao thừa là phút giây đặc biệt thiêng liêng. Đêm 30 Tết hay còn gọi là đêm trừ tịch được coi là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của cả năm, khi các gia đình sum họp chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành và tiễn trừ năm cũ. Dân gian có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Và trong khoảng thời gian này cũng có những lưu ý cho việc nên làm trước đêm 30 Tết để đón một năm mới may mắn cả năm. Vậy trước đêm giao thừa thì cần làm những việc gì, kiêng kỵ những điều gì để vận may tiền vàng ùn ùn kéo đến? Hãy cùng Lắng Đọng Tinh Hoa lắng nghe và đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, bày mâm ngũ quả. Cứ mỗi năm dịp Tết về thì thứ không thể thiếu để trang trí Tết trên bàn thờ gia tiên đó là mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả bày trên bàn thờ ngày Tết không chỉ khiến không khí Tết lan tỏa khắp nơi mà còn mang ý nghĩa tâm linh hết sức quan trọng. Mâm ngũ quả cần được bày trên bàn thờ gia tiên nên hoàn thành trước buổi trưa ngày 30 Tết là tốt nhất. Vì ngày 30 là ngày rất bận rộn với nhiều việc phải làm. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu bạn bày mâm ngũ quả trong trạng thái thong thả, không vội vã để thể hiện thành ý và sự kính cẩn với tổ tiên. Nguyên tắc bày mâm ngũ quả phải là có 5 loại trái cây với 5 màu sắc khác nhau, tương ứng với 5 màu sắc của các hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và đối với người Việt chúng ta, con số 5 tượng trưng cho mong muốn được ngũ phúc lâm môn. Phú, giàu có, nhiều của cải. Quý, phẩm chất sang trọng. Thọ, sống lâu trăm tuổi. Khang, có nhiều sức khỏe. Ninh, cuộc sống bình an. Còn trong Phật giáo, 5 màu sắc của mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ thiện căn là tín căn, lòng tin, tấn căn, ý chí kiên trì, niệm căn, ghi nhớ, định căn, tâm không loạn, huệ căn, sáng suốt. Vì thế, các loại hoa quả được trưng trên mâm ngũ quả dịp Tết cũng mang ý nghĩa nhất định như: đối với người miền Bắc, mâm ngũ quả ngày Tết thường lựa chọn những loại trái cây tuân theo thuyết ngũ hành trong văn hóa phương Đông. Chính vì thế, những loại quả trưng bày sẽ được gia chủ phối theo 5 màu: kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. Mâm ngũ quả của miền Bắc đúng chuẩn thì phải có đầy đủ những loại trái cây như chuối xanh, bưởi, phật thủ, hồng, ớt, quất cảnh, sung, dứa, với màu sắc rực rỡ nhưng phải hài hòa. Chuối phải là chuối xanh, bày biện theo nải, tượng trưng cho sự sum vầy đầm ấm của gia đình. Bưởi màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, gia chủ gặp nhiều may mắn. Phật thủ có tác dụng lưu giữ thần Phật và ông bà tổ tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Quất cảnh, quả hồng hay ớt đỏ được bày trí xung quanh để tô điểm sắc đỏ màu vàng rực rỡ đẹp mắt cho mầm ngũ quả. Các loại quả này sẽ biểu tượng cho sự may mắn và thành đạt. Quả dứa có hương thơm đặc trưng, thể hiện mong ước của gia chủ về một năm mới an lành, nhiều sức khỏe và phúc lộc. Dải đất miền Trung thường gặp nhiều thiên tai, bão lũ, hạn hán quanh năm, nên trái cây không được phong phú và đa dạng như miền Nam và miền Bắc. Chính vì thế, mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Trung sẽ rất đơn giản, không quá câu nệ hình thức, miễn thành tâm là được. Tùy thuộc vào từng điều kiện và hoàn cảnh gia đình mà bày biện mâm ngũ quả khác nhau. Một số loại quả thường xuất hiện trong mâm ngũ quả của người miền Trung như thanh long, chuối, dứa, mãng cầu, sung, dưa hấu, cam, quýt. Người dân Nam Bộ rất cầu kỳ trong việc ăn uống lẫn cách bày trí mâm ngũ quả ngày Tết. Vì thế họ thường chỉn chu trong khâu chọn những loại hoa quả. Với mong muốn
cầu sung vừa đủ xài, ước mong một năm đầy đủ sung túc, người miền Nam sẽ chọn những loại quả như là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Đặc biệt, trong mâm ngũ quả của người miền Nam sẽ không thể nào thiếu một cặp dưa hấu. Thứ hai, chuẩn bị cỗ cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời. Tương truyền, hàng năm có một vị hành khiển trông coi việc nhân gian. Vào đêm giao thừa, vị thần đó sẽ bàn giao lại công việc cho các vị thần khác. Vì vậy, người ta làm mâm để cúng đưa tiễn vị thần cũ lên trời và đón vị thần mới. Thời điểm diễn ra bàn giao công việc của hai vị thần diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn nữa, các vị thần này là thần cai quản không phải chỉ riêng cho một gia đình mà là tất cả công việc dưới trần gian. Nên việc bài cúng giao thừa cần được tiến hành ở cả trong nhà và ngoài trời. Lễ cúng giao thừa gồm hai lễ, lễ cúng giao thừa ngoài trời và cúng trong nhà. Theo phong tục truyền thống, lễ cúng giao thừa ngoài trời được tiến hành trước, sau đó mới đến lễ cúng giao thừa trong nhà. Lễ cúng giao thừa, lễ trừ tịch có ý nghĩa rũ bỏ hết những điều xấu của năm cũ, đón những điều tốt đẹp của năm mới. Lễ trừ tịch thường được tiến hành vào giờ chính tí, tức là đúng 12 giờ hôm 30 tháng Chạp. Người Việt tin rằng, mỗi năm các vị thần, hành binh, hành khiển, phán quan, cai quản hạ giới khác nhau. Cứ hết một năm, vị hành khiển đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao công việc cho vị hành khiển mới đi xuống cai quản hạ giới trong năm mới. Lễ cúng được thực hiện vào đêm giao thừa với mâm vật phẩm đầy đủ và nghi thức đọc văn khấn như lời ngỏ của gia đình đến thần Phật tổ tiên. Hai nghi thức cúng lễ giao thừa đó là cúng trong nhà và ngoài trời. Do đó, việc chuẩn bị lễ cúng tế cũng phải có hai phần chuẩn bị khác nhau. Mâm lễ cúng đêm giao thừa chủ yếu bao gồm ngũ quả, vàng hương, đèn nến, cau trầu, muối, gạo, trà, rượu, mâm lễ mặn, gà trống luộc, bánh chưng. Mọi nghi thức và mâm cỗ sẽ được chuẩn bị thực hiện đúng với tấm lòng thành của gia chủ. Chuẩn bị cho mâm cúng lễ giao thừa trong nhà ở ba miền Bắc, Trung, Nam đều có những truyền thống theo một cách khác nhau. Người miền Bắc thường có xu hướng thiên về những món ăn truyền thống với số món trên đĩa và bát như nhau, là có 4 bát, 4 đĩa hay là 6 bát, 6 đĩa. Mâm cúng đêm giao thừa ở miền Trung thì phải gồm bánh chưng, bánh tét. Còn riêng ở miền Nam, do đặc trưng thời tiết nóng nên họ thường cúng mâm cỗ những món ăn nguội. Lễ cúng giao thừa là một tập tục đẹp thể hiện sự tri ân báo đức cũng như bày tỏ lòng mong ước được gia hộ cho bình an, hạnh phúc và ấm no. Thứ ba, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Một năm trôi qua với biết bao lo toan, bộn bề và khoảng thời gian năm mới sắp đến chính là thời điểm để dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Niềm vui của năm mới sẽ không được trọn vẹn nếu như những bừa bộn của năm cũ vẫn còn vương vấn như mùi ẩm mốc hay là mạng nhện. Vì vậy, việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, loại bỏ mạng nhện hay những mùi ẩm mốc là vô cùng cần thiết. Để một năm mới được vạn sự như ý, mọi điều may mắn, thì trước hết nhà cửa phải sạch sẽ, tinh tươm. Ngoài ra, việc dọn dẹp nhà cửa như một lời chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Theo dân gian, quét dọn nhà cửa sạch sẽ đồng nghĩa với việc quét sạch những xui xẻo, khó khăn, nghèo nàn khỏi cửa. Vì vậy, trước thời điểm giao thừa, mọi người phải hoàn tất việc dọn dẹp trong ngoài và xung quanh nhà mình, cũng nên thay mới ga gối, đổi rèm cửa. Mặt khác, ở trong nhà, những hướng chính đông, chính bắc, đông nam, đông bắc tuyệt đối phải luôn sạch sẽ, khô ráo, nếu không sẽ ảnh hưởng tới vận thế. Sau khi quét dọn sạch sẽ, có thể dùng nước muối, nước lá bưởi để lau chùi cửa. Xong xuôi, lau lại bằng nước sạch để tiêu trừ âm khí, nghênh đón những năng lượng mới tốt hơn. Vậy nên, việc lau chùi vệ sinh nhà cửa cũng chính là làm đẹp cho chính bản thân. Khi ngôi nhà được vệ sinh sạch sẽ, cũng chính là loại bỏ những điều không may mắn, những điều xấu trong năm cũ, giúp cho tinh thần của gia chủ trở nên phấn chấn và vui vẻ hơn. Thứ tư, đổi đũa mới.
Trước năm mới, nên đổi toàn bộ đũa trong nhà. Điều này liên quan tới lộc ăn, sự may mắn và sức khỏe. Bên cạnh đó, đũa gỗ sử dụng suốt một năm dài, tích tụ nhiều vi khuẩn và đốm mốc. Tiếp tục sử dụng đũa gỗ từ năm này qua năm khác không tốt cho sức khỏe của bạn và của cả gia đình. Bởi khu vực bếp là nơi thường xuyên ra vào của tất cả các thành viên trong gia đình. Có thể ngày thường bạn cũng đã dọn dẹp và lau chùi tỉ mỉ. Tuy nhiên, để đón chào một mùa Tết tươi vui thì bạn nên soạn tủ chén bát ra để lau chùi cẩn thận. Tủ bếp nhà bạn thường để các hũ gia vị để tiện cho việc nêm nếm. Vì vậy, bạn nên kiểm tra thường xuyên. Nếu phát hiện có thay đổi bất thường thì hãy thẳng tay vứt những món đồ đã hết hạn sử dụng. Những hũ gia vị cần được rửa sạch, phơi khô và thêm gia vị mới cho vừa đầy để đủ dùng cho những ngày Tết. Bạn nên bỏ đi những chiếc chén, tô bị nứt hay là mẻ và thay mới chúng. Đặc biệt, đồ ăn qua một thời gian sử dụng sẽ có sự thay đổi như là cũ, xước, lên mốc hoặc đổi màu và nhìn mất thẩm mỹ. Chính vì vậy, bạn nên thay đũa mới để đón Tết. Tuy nhiên thực tế, không chỉ trước giao thừa phải giữ nhà bếp sạch sẽ, ngày thường cũng nên cố gắng ngăn nắp gọn gàng bởi nhà bếp đại diện cho sức khỏe của nữ chủ nhân. Thứ 5. Mua đồ Tết. Tết là dịp quây quần bên gia đình, nhưng cái Tết chỉ trọn vẹn khi nhà bạn có đầy đủ và tươm tất mọi thứ. Đừng để tới những ngày này bạn mới nhớ ra là mình quên mua cái này, mua cái kia. Mỗi năm vào dịp Tết đến, mọi người đều mua sắm rất nhiều, đặc biệt là những mặt hàng thực phẩm. Nên chú ý mua đồ tươi, ngon, không nên mua đồ giảm giá, kém chất lượng. Tủ lạnh đại diện cho kho bạc của gia đình. Vào năm mới, tủ lạnh nên chứa thật nhiều đồ ngon, ý nghĩa cầu phúc cho gia đình cả năm sau đều có tài vận thật tốt. Sẽ thật tệ nếu như ngay ngày mùng 1 Tết mà nhà bạn hết thực phẩm. Ngày nay và dịp Tết, chợ cũng như các hệ thống cửa hàng đã mở cửa sớm để phục vụ nhu cầu của người dân. Nhưng nếu bạn không chủ động chuẩn bị trước thực phẩm cho vài ngày đầu năm thì sẽ rất phiền phức. Bởi phải cúng nhiều lần, trước giao thừa, cúng sáng mùng 1 hay những bữa tiệc khi khách tới nhà. Nếu để tình trạng này xảy ra, thì thật không hay đúng không nào? Vì vậy, hãy chuẩn bị thực phẩm đầy đủ nhé! Với những món nhà làm như là chả giò, thịt đông, giò thủ, thịt kho, dưa chua, dưa muối, bạn nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho vài ngày để có thể sử dụng bất kỳ lúc nào cần thiết mà không phải lo lắng để tìm chỗ mua. Đừng để sự chủ quan khiến cho bạn đau đầu vì thiếu thực phẩm trong ngày Tết nhé! Thứ 6. Đổi đèn, thay đèn hỏng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà lại tất bật mua sắm dọn dẹp nhà cửa cuối năm để tống cựu nghinh tân, chuẩn bị bước sang năm mới sáng sủa hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, tài lộc dồi dào hơn. Dọn dẹp đón Tết, tuy ai nấy cũng khá mệt mỏi nhưng cũng rất háo hức. Tuy nhiên, dọn dẹp nhà cửa như thế nào để hợp phong thủy, không xâm phạm những điều kiêng kỵ để tránh mất lộc thì không phải ai cũng biết. Ngôi nhà của chúng ta trong những ngày này bỗng dưng trở nên lộn xộn tới lạ thường. Việc dọn nhà đón Tết giống như nỗi ám ảnh vì chúng ta sẽ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Càng dọn thì nhà lại càng bừa bộn, lại lo sợ phạm phải những kiêng kỵ trong phong thủy. Bạn cũng nên kiểm tra và xử lý những đồ hư hỏng trước Tết. Vì trong những ngày Tết mà đồ dùng điện, đường dây điện trong nhà bị hỏng thì sẽ không có thợ sửa chữa ngày Tết. Nếu những món đồ này trục trặc sẽ gây cháy nổ rất nguy hiểm và đem tới những điều không may mắn cho những ngày đầu năm. Đặc biệt, nếu trong nhà có bóng đèn cháy, bóng đèn hỏng, yếu mờ thì bạn nên thay thế, lắp mới trước đêm giao thừa. Ánh sáng trong nhà là vô cùng quan trọng. Nếu ánh sáng quá yếu, mờ nhòe sẽ ảnh hưởng tới những người trong gia đình, đặc biệt là nam chủ nhân. Thứ 7. Trả hết nợ nần. Trước đêm giao thừa, cho là cho vay hay đi mượn thì cũng nên xử lý, thanh toán, nếu không sẽ ảnh hưởng, liên lụy tới vận thế của năm tiếp theo. Đối với những khoản vay thẻ tín dụng, vay bất động sản nên đúng kỳ thanh toán, không để quá hạn. Tất nhiên, điều này có liên quan tới nhiều loại hoàn cảnh, tùy thuộc vào mối quan hệ, chỉ cần cố gắng làm hết sức có thể là tốt rồi.
Việc không trả nợ đúng hẹn, đặc biệt là ngày trước Tết, dường như là một vấn đề luôn được rất nhiều người quan tâm. Và theo các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy, tâm linh, thì không trả nợ trước Tết sẽ khiến gặp vận xui xẻo cả năm. Các chuyên gia cho rằng, cuối năm là dịp để mọi người có thể hoàn tất những khúc mắc, hiểu lầm, nợ nần của năm cũ để bước sang năm mới. Mọi người thoải mái hơn và có một cái Tết trở nên vui vẻ, không còn buồn phiền và lo lắng nữa. Về mặt quan niệm, người xưa cho rằng việc đẩy nợ nần từ năm này qua năm khác là không nên, vì như vậy người mượn nợ sẽ lâm vào cảnh túng thiếu trong năm mới, và người cho mượn thì cũng chỉ cho chứ không nhận lại, như thế là mất tài mất lộc. Chính vì hai lý do như vậy mà từ trước cho tới nay, việc cho mượn, đi mượn nợ hay đòi nợ được xem là đại kỵ trong những ngày đầu năm. Nếu gặp trường hợp như vậy, người cho mượn xem như một năm chỉ có thể đi đòi nợ và người mượn nợ thì quanh năm túng thiếu không thể phát tài được. Trả nợ trước Tết không chỉ là hành động thực tế của những người có ý thức được có vay có trả, mà là còn để không bị mất tinh thần, giữ được mối quan hệ tốt đẹp, từ đó giúp ích cho công việc, cuộc sống tinh thần sau này. Ngoài ra, theo quan niệm xưa, khi bạn hoàn tất nợ nần khúc mắc của năm cũ, thì một năm mới sẽ gặp được nhiều may mắn, nhiều tài lộc tới nhà, mọi việc làm đều suôn sẻ. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Tết Nguyên Đán của Việt Nam có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, thể hiện sự trường tồn cuộc sống, khao khát của con người về sự hài hòa, thiên địa nhân. Tết Nguyên Đán là sự biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên trong tinh thần văn hóa nông nghiệp, với gia tộc và xóm làng trong tính cộng đồng dân tộc, với niềm tin thiêng liêng cao cả trong đời sống tâm linh. Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, Tết Năm Mới hay chỉ đơn giản là Tết, là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam và một số dân tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc khác. Nguyên nghĩa của từ Tết chính là tiết. Hai chữ Nguyên Đán có gốc chữ Hán. Nguyên có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và đán là buổi sáng sớm. Cho nên đọc đúng phiên âm phải là tiết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán được người Trung Quốc ngày nay gọi là Xuân Tiết, Tân Niên hoặc Nông Lịch Tân Niên. Do cách tính của âm lịch Việt Nam có khác với Trung Quốc, cho nên Tết Nguyên Đán của người Việt Nam không hoàn toàn trùng với Tết của người Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc khác. Vì âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương Lịch. Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch, mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 tới giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7-8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, 23 tháng Chạp tới hết ngày 7 tháng Giêng. Nguồn gốc của Tết vẫn còn đang được tranh cãi, nhưng hầu hết thông tin đều cho rằng ngày Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về Việt Nam trong 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt đã ăn Tết từ trước thời vua Hùng, nghĩa là trước 1.000 năm Bắc thuộc. Có thể thấy Tết ở Việt Nam đã có từ rất lâu, trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Khổng Tử đã viết trong cuốn Kinh Lễ: "Ta không biết Tết là gì, ngày đầu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man. Họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó." Sách Giao Chỉ Trí có đoạn viết: "Bọn người giao quận thường tập trung lại từng phường hội nhảy múa hát ca, ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một mùa cấy trồng mới. Không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của quan lang, chúa động cũng đều tham gia lễ hội này." Như vậy, có thể nói, Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Việt Nam. Tết của hai nước Việt Nam và Trung Quốc có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn có những đặc trưng riêng của hai quốc gia. Tết Nguyên Đán biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh,
Xét ở góc độ mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, Tết do tiết, thời tiết, thuận theo sự vận hành của vũ trụ, biểu hiện của sự chu truyền lần lượt giữa các mùa, xuân, hạ, thu, đông, có một ý nghĩa đặc biệt đối với một xã hội mà nền kinh tế vẫn còn dựa vào nông nghiệp làm chính. Theo tín ngưỡng dân gian bắt nguồn từ quan niệm, ơn trời mưa nắng phải thì, người nông dân còn cho đây là dịp để tưởng nhớ các vị thần linh có liên quan tới sự được mất của mùa màng như thần đất, thần mưa, thần sấm, thần nước, thần mặt trời. Người nông dân cũng không quên những loài vật, cây cối đã giúp đỡ nuôi sống họ, từ hạt lúa tới trâu bò, gia súc, gia cầm trong những ngày này. Người Việt Nam có tục, hàng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, được sống lại những kỷ niệm đầy ắp yêu thương của tuổi thơ yêu dấu. Về quê ăn Tết, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn. Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ họ hàng làng xóm được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội. Tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, bệnh nhân với thầy thuốc, ông mai bà mối đã từng tác thành cho đôi lứa, bạn bè cố chi. Tết cũng là ngày đoàn tụ của cả những người đã mất. Từ bữa cơm tối đêm 30 trước giao thừa, các gia đình đã thắp hương mời hương linh của ông bà và tổ tiên và những người thân đã qua đời về ăn cơm, vui Tết với con cháu, gọi là cúng gia tiên. Trong mỗi gia đình Việt Nam, bàn thờ gia tiên có một vị trí rất quan trọng. Bàn thờ gia tiên ngày Tết là sự thể hiện lòng tưởng nhớ, kính trọng của người Việt đối với tổ tiên, người thân đã khuất với những mâm ngũ quả được lựa chọn kỹ lưỡng, mâm cỗ với nhiều món ngon hay những món ăn quen thuộc của người đã mất. Từ đây cho tới hết Tết, khói hương trên bàn thờ gia tiên quyện với không khí thiêng liêng của sự giao hòa vũ trụ, làm cho con người trở nên gắn bó với gia đình của mình hơn bao giờ hết. Để sau Tết Nguyên đán, cuộc sống lại bắt đầu một chu trình mới của một năm. Mọi người trở về với công việc thường nhật của mình, mang theo những tình cảm gia đình đầm ấm có được trong những ngày Tết để hướng tới những niềm vui trong cuộc sống và những thành công mới trong tương lai. Ngày Tết là ngày đầu tiên trong năm mới, mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Việc làm mới có thể được bắt đầu về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa trang trí lại nhà cửa, sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng, bàn ghế tủ giường được lau chùi sạch sẽ, người lớn cũng như trẻ con đều tắm rửa và mặc quần áo mới. Đây cũng là dịp mọi người làm mới lại phần tình cảm và tình thân để mối liên hệ giữa người thân được gắn bó hơn, tinh thần thoải mái, tươi vui hơn. Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới. Với mỗi người, những buồn phiền cãi vã được dẹp qua một bên. Tối thiểu 3 ngày Tết, mọi người cười hòa với nhau, nói năng từ tốn lịch sự để mong một năm sắp tới mối quan hệ được tốt đẹp. Người Việt Nam tin rằng những ngày Tết vui vẻ đầu năm báo hiệu một năm mới tốt đẹp sẽ tới. Năm cũ đi qua mang theo những điều không may mắn và năm mới bắt đầu mang tới cho mọi người niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Năm cũ khá may mắn thì sự may mắn sẽ kéo dài qua năm sau. Với ý nghĩa này, Tết còn là ngày của lạc quan và hy vọng. Tết là sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng thêm một tuổi. Vì thế, câu nói mở miệng khi gặp nhau là mừng nhau thêm một tuổi. Người lớn có tục mừng tuổi cho trẻ nhỏ và các cụ già để chúc các cháu hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn học giỏi. Còn các cụ thì sống lâu và mạnh khỏe để con cháu được báo hiếu và hưởng ân phúc. Người Việt chọn ngày Tết làm cơ hội để tạ ơn. Con cái tạ ơn cha mẹ tạ ơn ông bà tổ tiên, nhân viên tạ ơn cấp chỉ huy. Ngược lại, lãnh đạo cũng cảm ơn nhân viên qua những buổi tiệc chiêu đãi hay quà thưởng để ăn Tết. Vậy phong tục ngày Tết của người Việt là gì?
mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có những phong tục tập quán riêng. Phong tục của nước ta vô cùng đa dạng và phong phú. Những phong tục tập quán có nhiều thay đổi, nhưng phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt vẫn mang đậm nét văn hóa đặc sắc và được lưu truyền qua bao thế kỷ. Tết cổ truyền của Việt Nam với những tên gọi khác nhau như Tết Nguyên Đán, Tết Ta, Tết Âm Lịch đều là ngày lễ quan trọng và lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để cả gia đình được đoàn tụ, sum vầy sau một năm làm việc học tập. Dù có đi xa đến đâu, thì cứ mỗi dịp Tết đến đều cố gắng trở về bên gia đình để đón Tết cùng ông bà, cha mẹ, người thân, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, tỏ lòng thành kính tổ tiên, gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Tết cổ truyền là thời khắc quan trọng của một năm, bắt đầu ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch của năm mới và có thể rơi vào giữa tháng 2 dương lịch hoặc sớm hơn giữa tháng 1. Các lễ chính của ngày Tết là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nhưng để chuẩn bị cho những ngày trọng đại này thì là từ thường 23 tháng chạp. Trong dịp Tết, có rất nhiều phong tục diễn ra theo từng thời điểm khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Trước Tết đó là những phong tục cho thời điểm tất niên, cuối năm, cúng ông công ông táo, cúng giao thừa, gói bánh chưng, bánh tét, treo những câu đối đỏ trong nhà. Thời điểm tân niên đầu năm, cúng tổ tiên, sông đất, chúc Tết, mừng tuổi, lễ chùa đầu năm. Tất cả tạo thành nét đẹp văn hóa ngày Tết của người Việt, rất riêng biệt, không hề giống với bất kỳ một nước nào. Ngày Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Không chỉ là ngày đầu tiên trong năm mà còn mang ý nghĩa truyền thống văn hóa của người dân. Đó là phong tục tập quán với ý nghĩa tâm linh, mong mọi điều tốt lành, hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Người Việt tin rằng vào ngày Tết, mọi thứ đều phải mới, phải đổi khác, từ ngoại vật cho tới lòng người. Việc làm mới có thể được bắt đầu với hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa trang trí lại nhà cửa, chân nến và lư hương được đánh bóng, sàn nhà, bàn ghế tủ được lau chùi sạch sẽ. Họ cũng sắm sửa quần áo mới để mặc trong dịp Tết. Với mọi người, những buồn phiền cãi vã được dẹp qua một bên. Tối thiểu 3 ngày Tết, mọi người cười hòa với nhau, nói năng tử tốn, kiêng cữ không nóng giận cãi cọ, lịch sự, mong suốt năm tới mối quan hệ được tốt đẹp, mọi người xích lại gần nhau hơn, thêm yêu thương và gắn bó. Ngày Tết, mỗi vùng miền chuẩn bị đón Tết khác nhau. Loài hoa biểu tượng cho ngày Tết đặc trưng của người miền Bắc là hoa đào, người miền Nam là hoa mai. Một trong những công tác chuẩn bị quan trọng nhất của ngày Tết cổ truyền đó chính là mâm ngũ quả. Thường có 5 loại quả đại diện cho những điều may mắn tốt đẹp nhất trong năm được bày biện rất đẹp mắt. Tùy vào các vùng miền mà 5 loại quả này được chọn khác nhau. Để trang hoàng nhà cửa và thường xuân, người dân vẫn còn phong tục treo câu đối đỏ nhân ngày Tết. Phong tục treo những câu đối đỏ trong nhà tượng trưng cho mong ước may mắn, phúc lộc và an khang. Việc duy trì những phong tục cổ truyền ngày Tết của người Việt không chỉ đơn giản theo thói quen mà nó đã trở thành truyền thống văn hóa Việt, là ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt. Phong tục sông đất đầu năm là phong tục đã có từ lâu đời. Nhiều người quan niệm ngày mùng 1 khai trương một năm mới. Họ cho rằng ngày này nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. Ngày sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã sông đất cho gia đình. Cho nên cứ vào cuối năm, mọi người cố ý tìm những người trong gia đình hay bà con láng giềng có tuổi tam hợp, có tính vui vẻ, linh hoạt, thành công nhờ sang thăm sông đất. Vì thế người được nhờ sông đất cũng cảm thấy được vui vẻ, tự hào và cũng không quên tục chúc Tết mừng tuổi đầu năm, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà được tốt lành, thông suốt. Nhưng cũng có gia đình khi đi chơi đêm tất niên về tự coi là sông đất cho nhà mình. Ngày Tết cổ truyền còn có phong tục thăm hỏi người lớn tuổi, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm mỗi khi Tết đến xuân về. Mọi người qua nhà thăm viếng nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện trò và chúc Tết nhau những lời đầy ý nghĩa.
Điều này làm cho Tết càng thêm ý nghĩa về sự gắn kết và chia sẻ. Những điều tốt lành trong suốt năm mới và những điều không hay trong năm cũ đều được bỏ qua để quan hệ thân tộc, quan hệ xã hội trong năm mới được tốt đẹp hơn. Một phong tục không thể thiếu vào dịp Tết cổ truyền là phong tục đi lễ chùa để cầu bình an, tài lộc, cầu may mắn cho một năm mới. Có người chọn sáng mùng 1 Tết vừa xuất hành, vừa đi lễ chùa khấn cầu những điều may mắn cho gia đình, cầu mong một năm mới bình yên, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, còn có phong tục du xuân thăm viếng danh lam thắng cảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của quê hương đất nước. Có nhiều gia đình lựa chọn những chuyến du lịch trong và ngoài nước để bù vào khoảng thời gian bận rộn trong năm cũ. Thưa quý vị, một năm có 365 ngày, nhưng chỉ có một vài ngày Tết là cả gia đình có thể đoàn tụ, sum vầy bên nhau, cùng nhau đón chào những điều tốt đẹp trong năm mới và xua đi những điều xui xẻo, không vui trong một năm vừa qua. Vậy bạn có biết, ngoài những việc nên làm vào đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, chúng ta còn phải kiêng kỵ những điều gì để bản thân và các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn hay không? Thứ nhất, trong bữa cơm tất niên. Bữa cơm tất niên được cả nhà cùng nhau chuẩn bị là điều mà ai ai cũng mong ngóng mỗi dịp Tết đến xuân về, đặc biệt là với những người con xa quê, cả năm mới được về nhà một đôi lần. Trước khi ngồi vào mâm cơm, gia đình cần phải có đầy đủ các thành viên, bầu không khí trong gia đình lúc đó phải đầm ấm và hòa thuận. Trong những ngày bình thường, ta có thể ăn nói bỗ bã với nhau, không cần phải kiêng kỵ gì nhiều. Nhưng giao thừa và năm mới thì là dịp đặc biệt, mọi người cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn. Nếu lỡ miệng nói ra những lời không hay thì vừa ảnh hưởng tới bầu không khí của gia đình lúc đó, lại vừa ảnh hưởng tới vận khí của các thành viên trong nhà. Mọi người cũng kiêng cãi cọ, mâu thuẫn vào dịp giao thừa. Một điều nhịn là chín điều lành, bạn nên kiềm chế cảm xúc của bản thân, tránh đánh mất hòa khí của gia đình. Thứ hai, trước lúc cúng giao thừa. Từ xưa cho tới nay, việc cúng lễ quan trọng ở việc người cúng phải thành tâm, chứ không phải là cứ thật thịnh soạn là đủ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn được phép sơ sài, thiếu quan tâm tới mâm cỗ cúng của nhà mình. Tùy phong tục từng vùng miền địa phương sẽ có những món đồ cúng khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ bao gồm hương, đèn, nước sạch, hoa quả tươi, bánh kẹo, mứt Tết và những đồ cúng mặn như là xôi, bánh chưng, thịt gà. Khi sắp xếp mâm cúng, cần lưu ý là bánh kẹo và hoa quả cần phải được sắp lên bàn thờ chính, còn cỗ mặn thì sắp ở phía dưới. Thứ ba, kiêng kỵ chuyện đổ vỡ. Thời khắc giao thừa cũng chính là ngày đầu tháng đầu năm nên rất kỵ sự đổ vỡ. Theo quan niệm xưa, việc đổ vỡ trong khoảng thời gian này đại diện cho những việc xui xẻo, bất hạnh sẽ xảy đến với cả gia đình trong năm mới. Cả nhà, đặc biệt là người làm vỡ, sẽ bị dông cả năm. Ngoài ra, việc gây ra tiếng động lớn cũng dễ khiến ác quỷ bị đánh thức, nên hạn chế hết mức có thể. Thứ tư, kiêng quét nhà ngay sau giao thừa. Thêm một điều kiêng kỵ đêm giao thừa nữa là việc quét nhà ngay sau đó. Người xưa cho rằng việc làm này cũng có nghĩa là bạn quét đi những điều may mắn ra khỏi nhà. Vì thế, kiêng quét nhà vào ngày Tết nói chung, ngay sau phút giao thừa nói riêng, vẫn được một số địa phương duy trì cho tới tận ngày nay. Quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về, câu hát, dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình, lại vang lên trong lòng những người con xa xứ. Vào dịp này, mặc dù làm bất cứ nghề nghiệp nào, ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều mong muốn được trở về sum họp dưới mái ấm của gia đình trong những ngày Tết. Cũng theo người Việt, Tết Nguyên đán là cơ hội để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng những giá trị về nguồn cội. Trong đời sống tâm linh của người Việt, có niềm tin bất diệt rằng, dịp Tết Nguyên đán, tổ tiên sẽ về hiện diện trên bàn thờ gia tiên, ở nhà thờ họ nhằm chứng kiến lòng thành của con cháu, từ đó phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, làm ăn ổn định và an khang trong một năm.
Vậy nên trước đêm 30, nếu gia chủ làm được 7 việc này thì cả năm sẽ may mắn, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.